Mọi xin chào bác đến kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu tiếp tục giới thiệu bác một mẫu xe đến từ Phần Lan, thương hiệu rất là nổi tiếng của BT Win. Đây là một mẫu dòng xe Touring khá là mới. Hôm nay em mới về. Vâng, xe hiệu Phần Lan nhé bác nhé. BT Win, thương hiệu khá nổi tiếng về dòng xe địa hình và dòng Touring rồi. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, đây là mẫu mới nhất về bên em. Thường thì bên em về những cái dòng xe địa hình hoặc là đua của hãng BT Win. Thì hôm nay em mới về một chiếc Touring rất là đẹp các bác nhé. Xe có màu tông màu chủ đạo màu trắng. Vâng, xe màu trắng ngọc, rất sáng và bóng. Xe làm từ hợp kim nhôm, aluminum. Đây, 6061. Và các bác biết là những cái dòng nhôm aluminum 6061 là dòng nhôm cao cấp siêu nhẹ, chuyên làm sản xuất xe đạp cao cấp của những hãng xe đời cao. Đây là một thương hiệu BT Win đến từ Phần Lan. Đây, em đi tổng thể khung hình xe cho bác xem. Đây có một vài vết xước nhỏ nhưng không ảnh hưởng gì đến tổng thể xe cả. Những dòng xe qua sử dụng như bên em thì những được như này là rất là đẹp rồi đó nhé. Đây là website chính hãng của nó đây, btwin.sila.com. Các bác ở lên trên mạng tham khảo thêm. Xe tổng thể khoảng tầm 85%. Xe có size S đó nhá, phía cao khoảng bao từ 1m6 đến 1m7. Thương hiệu BT Win đến từ Phần Lan, các bác có thể lên trên mạng và tham khảo thêm về cái hãng xe nổi tiếng này. Cổ phốt và ghi đông chính hãng của xe. Đây là những vết dầu mỡ mới về, em chưa lau chùi qua, bác có thể về lau chùi cho em nhé. Vâng, đây là những cái bộ chuyển số đề vặn của SRAM, thương hiệu của Mỹ rất là nổi tiếng. Vâng, đây rất là tiện lợi nhé, bác có thể lên xuống theo nhìn theo phía tay bên em đây. Lên xuống, chuyển động lên và chuyển động xuống. Rất là dễ dàng khi bác chuyển động khi trên đường phố nhé. Đây là một mẫu ô tô Touring khá là đẹp. Bên phải em là bộ chuyển số quay cũng của SRAM. Thương hiệu BT Win rất là nổi tiếng. Và xe cũng trang bị nguyên bộ group phanh 3 mảnh. Có thấy đấy, cũng có chính hãng BT Win luôn nhé. Còn rất là mới, rất sáng và bóng. Đây là một lốp inox rất sáng bóng. Cặp Mayer chính hãng cũng của BT Win, nguyên bản theo xe. Đấy, các bác nhìn thấy rõ đấy. Xe được người chủ cũ nâng cấp thêm với cặp căm hay gọi là đũa inox đấy, rất sáng và bóng, cho xe rất là nổi bật và chống nước, các bác có thể đi trời mưa gió thoải mái. Vành nhôm hai lớp đây, có bộ inox căm rất là đẹp các nhá, rất sáng, rất cứng cáp cho xe. Kích thước lốp 700x23C. Lốp của nó còn rất là mới lắm nhá, nguyên bản theo xe. Vâng, đây là một mẫu xe dòng Touring Phần Lan, thương hiệu BT Win, mới về bên em. Các bác màu trắng rất là thanh cảnh, các bác có thể đạp đường phố, dạo phố hoặc là thể dục nhẹ nhàng. Bồi đĩa nhôm đây, có thể rất sáng và bóng. Còn bên dưới khung xe là mã vạch của chính hãng của xe bác nhé. Đây là dưới khung xe. Đây là lớp nhựa bảo vệ cho đĩa xe. Xe được sử dụng với bộ gạt đĩa Shimano. Vâng, củ đề thương hiệu SRAM, thương hiệu Mỹ.
nguyên bộ group của SRAM. Xe được trang bị với 8 tầng lip, 3 đĩa cho bộ chuyển động của xe 27 tốc độ. Và Mayer sau cũng là của chính hãng BT Win đó nhé, đấy bác phải thấy rõ đấy. Đây, nguyên bản theo xe và cũng được trang bị với cặp vành nhôm hai lớp, cam inox đó nhé, được người chủ cũ nâng cấp thêm cho xe. Phanh đằng sau, phanh ba mảnh cũng là của chính hãng BT Win này, bác nhìn thấy rõ còn rất sáng và bóng, và được người chủ cũ nâng cấp thêm với cọc yên của Mosso, thương hiệu rất là nổi tiếng các bác, không có gì xa lạ, thương hiệu của Pháp đấy. Vâng, bộ chuyển động của xe với cấu hình tay vặn rất là nhẹ nhàng, các bác lên lip này rất là dễ sử dụng, các bác đi nhá, những trường hợp các bác đi đường phố đấy. Hầu như hoạt động của xe không hề muốn chi tiết nhỏ nào cả, cứng lip này. Các bác phải thấy rõ cái vành Tamiflex rất sáng và bóng. Xuống lip này, bên đĩa đây, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, rất là mượt mà, đấy bác phải thấy rõ. Vâng, em vừa đánh giá xong tổng thể chiếc xe Touring hiệu Phần Lan BT Win. Vâng, xe có cấu hình thương hiệu SRAM của Mỹ, tay vặn với trang bị 8 tầng lip, 3 đĩa cho chuyển động của xe 24 tốc độ. Vâng, xe được sử dụng với cấu hình SRAM, đùi đĩa nhôm và được người chủ cũ nâng cấp thêm những cái dòng căm hay là gọi là đũa inox rất sáng và bóng. Thế là các bác đi trời mưa trời gió thoải mái lắm nhé. Vâng, xe bên em có giá rất tốt, bên em là 5,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kim Xe Đạp đến đăng ký cho các kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kim Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.